tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mặt trâu rất là dễ thương, rất là cute như thế này. Các bạn có thể là trang trí áo khoác, áo thun hoặc là túi xách, ví cầm tay gì đó các bạn, hoặc là các bạn có thể là trang trí bất cứ thứ gì mà các bạn thích nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu mặt trâu này. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới để video mình có lượt tương tác nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và đừng quên ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Ở cái mặt trâu này thì mình sẽ phối hai màu nha các bạn, màu đậm và màu nhạt, lên sợi cũng tự do luôn. Nếu mà các bạn có cái hạt mắt nhỏ này thì chúng ta sẽ làm cái hạt mắt nhỏ này mình gắn vào nha. Mình lấy keo nến đó mình dán vào. Còn nếu mà các bạn không có hạt mắt thì các bạn có thể là lấy cái len màu đen đó các bạn, để các bạn tạo cái mắt giống như là mình thêu vậy đó các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm cái kim móc hai đầu số 3-4 và mình sẽ sử dụng đầu số 4 mình móc, hoặc là các bạn có thể là sử dụng kim móc 2.5mm nha. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len và kim khâu len. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cái phần màu đậm ra để mà chúng ta móc màu đậm trước nha. Các bạn sẽ tạo một cái vòng tròn nè. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn này, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn đâm kim vào vòng tròn này, móc liên tục 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Sau đó các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó nhỏ lại. Và các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Kéo len qua và trượt mũi. Sau đó các bạn sẽ cúp kết cái vòng tròn này cho nó nhỏ lại một lần nữa nha các bạn. Ở hàng thứ hai các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn. 1, 2, chân thứ hai 2 mũi móc đơn. Các bạn sẽ làm lần lượt 6 chân móc, mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng thì các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên hàng thứ ba với một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ ba, một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại lần lượt đến cuối hàng như thế này. 1, 2, 1, 2 đến cuối hàng. Chân móc kế tiếp là 1 đơn, chân móc kế bên là 2 đơn. 1 đơn, 2 đơn, 1 đơn, 2 đơn đến cuối hàng nha các bạn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc cái hàng móc thứ 3. Lên cái hàng móc thứ 4, các bạn sẽ móc cho mình như sau. Các bạn móc lên 1 mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc 1 mũi móc đơn. Vào chân móc thứ hai á các bạn sẽ móc là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lặp lại như thế này cho mình nè. Hai chân móc kế bên này, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Một đơn. Một đơn. Chân móc thứ ba này, các bạn sẽ móc là 2 đơn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lặp lại cái cụm này nha. 1 1 2 1, 1, 2. 1, 1, 2. Tiếp tục. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Rồi, còn một cái cụm nè các bạn. Chúng ta cũng sẽ móc là 1, 1, 2. Còn một cái chân móc cuối cùng. Đây, chân móc cuối cùng ở chỗ này. Các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái hàng móc thứ tư nha, bằng một mũi móc trượt. Rồi, bây giờ tới hàng móc thứ năm. Các bạn sẽ móc liên tục cho mình như thế này. Móc lên một mũi móc xích đi các bạn. Các bạn sẽ móc vào chân móc đầu tiên này một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai
một mũi nửa kép. Cho móc thứ ba, một mũi nửa kép. Cho móc thứ tư, hai mũi nửa kép cùng một chân. 1 2. Tiếp tục, bốn chân móc kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 2 3 4. Sau đó các bạn sẽ móc lên 4 mũi móc xích. 1 2 3 4. Quấn lên một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc thứ hai từ dưới điếm lên nè các bạn. 1 2 nè, chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay lại ở phía sau chân móc nè các bạn. Các bạn sẽ thấy cái phần nhô lên ở phía sau nè, chúng ta sẽ đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau này nha. Chân móc thứ hai từ dưới điếm lên đó các bạn, đâm kim vào cái phần nhô lên, rồi các bạn sẽ thực hiện một mũi móc nửa kép. Chân móc đầu tiên này các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái phần nhô lên, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi bây giờ chúng ta đã hoàn thành cái phần lỗ tai bên đây, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân móc kế tiếp nè. Một mũi móc đơn vào chân móc kế tiếp. Tiếp tục, hai chân móc kế tiếp với các bạn sẽ móc vào đây mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Chân móc kế bên này các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc bên cạnh các bạn cũng sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Rồi hai cái chân móc kế tiếp này nè các bạn, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2. Rồi xong, bây giờ các bạn cũng sẽ tạo thêm một cái lỗ tai tương tự như cái lỗ tai bên đây nha. Các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1 nè, 2, 3, 4. Quấn lên, đâm kim vào cái phần nhô lên ở cái chân móc thứ hai. Các bạn kéo lên qua và thực hiện một mũi móc nửa kép. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn kéo lên qua và thực hiện một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào chân móc kế tiếp ở phần dưới này. Bây giờ đã xong hai cái bên lỗ tai nè các bạn. Các bạn sẽ móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn vào 3 chân móc kế tiếp. 1 2 3. Rồi, những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép. Đến cuối hàng, cái chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc vào đó hai mũi nửa kép cùng một chân móc. Đây, mũi cuối cùng của mình hai mũi nửa kép cùng một chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua, thực hiện một mũi trượt. Rồi, đã kết thúc cái phần màu này nè các bạn. Các bạn sẽ cắt ra một cái đoạn len dài nếu như mà các bạn muốn khâu nó vào trong cái sản phẩm của các bạn nha. Đây, mình chừa ra một cái đoạn len dài nè các bạn. Còn nếu mà các bạn không có cần á, thì chúng ta sẽ cắt ra một đoạn len vừa phải thôi. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình cái kim khâu len và các bạn sẽ xỏ cái phần len này qua. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc kế bên này. Rồi, chúng ta sẽ quay xuống dưới và chúng ta sẽ giấu len nha các bạn. Các bạn sẽ tạo một cái nút thắt ở dưới này đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc. Giấu xong rồi thì các bạn cắt luôn cái phần len này. Cái len này một lát nữa chúng ta tạo cái miệng cũng được nữa nè các bạn. Mình sẽ để ở đây tạo cái miệng ha. Rồi cái phần này các bạn cũng sẽ giấu đi cho mình nè. Rồi các bạn sẽ giấu dài dòng rồi các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len này cũng được nữa. Còn không thì một lát nữa khi mà các bạn dán nó vào trong sản phẩm á, thì nó cũng đã giấu được rồi đó các bạn.
Rồi, bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu này cho mình và đâm kim vào cái chân móc kế bên nè. Các bạn kéo len này qua, đưa cái phần len này qua bên đây đi các bạn, để mình một lát nữa cái mình chốt mũi nó lại nè. Các bạn móc lên 4 mũi móc xích, 1 2 3 4. Rồi bây giờ các bạn lại đâm kim vào cái chân móc thứ ba này nè các bạn, đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau á. Các bạn đâm kim vào phần nhô lên phía sau, kéo len qua, thực hiện một mũi trượt, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, cái phần nhô lên ở phía sau. Các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nha. Rồi, chân móc đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Rồi, bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc bên cạnh nè các bạn. Trượt mũi vào chân móc bên cạnh. Rồi, các bạn sẽ kéo ra một cái đoạn len dài đi để chúng ta làm cái phần phía bên đây. Cắt len nha các bạn. Rồi các bạn sẽ lấy cái kim khâu len nè. Các bạn sẽ xỏ cái phần len này qua. Rồi các bạn đâm kim vào cho mình chân móc kế bên á. Rồi ở đây chúng ta đã được một cái sừng rồi nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chốt mũi cho mình một nút thắt ở chỗ cái điểm này đi. Sau đó các bạn sẽ đưa cái phần len này nè qua bên phía bên chân móc bên đây. Rồi kéo cái phần len này qua. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc nè các bạn, 1 2 3 4, đâm kim vào chân móc thứ tư này nè. Các bạn lấy cái đoạn len này lên, các bạn cũng móc lên cho mình một mũi móc xích, 2 3 4. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc thứ ba ở cái phần nhô lên nè, trượt mũi. Chân móc thứ hai này sẽ là một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba sẽ là một mũi nửa kép. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào cái chân móc kế bên này, kéo cái phần len này qua. Các bạn cũng sẽ lấy cái kim khâu len. Chúng ta sẽ xỏ cái phần len này qua, đưa vào cái chân móc kế bên này. Rồi, đã kết thúc hai cái phần sừng rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ định hình nó lại và các bạn quay xuống phía sau này đi. Các bạn cũng sẽ chốt mũi đầu tiên cho mình để cho nó chắc chắn hơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu cái phần len này đi nha. Giấu luôn cái phần bên đây rồi các bạn sẽ cắt len nha các bạn. Còn nếu ấy cái đoạn này còn dài nè, nếu mà các bạn không có keo mà các bạn dán á, thì các bạn sẽ chừa lại cái đoạn len này để các bạn kết vào trong cái sản phẩm cũng được luôn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu cho mình ở bên cái cọng ngắn này đi, rồi các bạn cắt cái cọng ngắn này nha. Rồi lấy cái phần màu nhạt, chúng ta sẽ làm cái phần khuôn miệng nè các bạn. Các bạn sẽ móc cho mình một nút thắt trước nha. Sau đó các bạn sẽ móc lên 7 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 6 7. Móc thêm cho mình một mũi móc xích nữa. Các bạn sẽ đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau này, ở trong móc thứ 7 á các bạn. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp một mũi móc đơn. Chân móc bên cạnh này một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ làm lần lượt đến cuối hàng nha các bạn. Chúng ta sẽ làm hết 7 cái chân móc này. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng này thêm 2 mũi móc đơn nữa vào đây. Tổng cộng ở chân móc cuối cùng chúng ta sẽ có là
3 mũi móc đơn nha. Rồi sau đó các bạn sẽ giờ mở cái phía đối diện này, các bạn sẽ móc vào mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Cuối hàng cái chân móc cuối đó các bạn cũng sẽ móc vào đó cho mình 2 mũi móc đơn nữa nha, để cho nó đồng đều á các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc những mũi móc đơn đến cuối hàng. Mình đã móc tới cái chân móc cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc cuối này 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. Sau đó các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Kết thúc hàng móc thứ nhất. Hàng móc thứ hai các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nè. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ hai, một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba, một mũi móc đơn. Chân móc thứ năm, một mũi móc đơn. Chân móc thứ sáu, một mũi móc đơn. Chân móc thứ bảy, một mũi móc đơn. Rồi bây giờ chúng ta đã tới cái cụm 3 mũi mà trước đó mình đã tăng rồi nè các bạn. Ở chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ hai, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ ba, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi, bây giờ những cái chân móc còn lại nè các bạn sẽ móc vào đây cho mình mỗi chân móc là những mũi nửa kép nha. Tới cái cụm hai chân móc cùng một chân ở phía cuối thì các bạn vẫn móc là mũi móc đơn bình thường. Rồi bên đây chân kế bên này một mũi nửa kép, chân kế tiếp một mũi nửa kép, chân bên cạnh một mũi nửa kép, hai chân móc kế tiếp nè mỗi chân là mỗi mũi nửa kép. Rồi ở đây còn hai chân móc, các bạn sẽ giảm size cho mình, móc 2 mũi móc đơn cùng một chân ở cái chân kế cuối. Cái chân móc cuối nè, các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại nè. Khi mà kết thúc cái cụm 3 mũi, chúng ta đã tăng 2 mũi móc đơn cùng một chân, 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm. Rồi, kế bên đó sẽ là một nửa kép là 2 nè. 3, 4, 5. Hai chân móc cuối, mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Kết thúc hàng nha các bạn. Rồi xong rồi đó. Các bạn sẽ kéo lên cái phần len này. Các bạn sẽ cắt ra một cái đoạn len dài cho mình nha. Để mà chúng ta khâu lại á các bạn. Cái phần ở dưới này nè, các bạn cắt đi. Rồi, các bạn sẽ lấy cái kim khâu len, xỏ cái phần len này qua. Đưa nó về cái chân móc bên cạnh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thắt gút nó lại một lần nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ kết vào trong cái mặt màu cam đất á. Màu nâu chứ hả? Rồi đây, rồi các bạn sẽ để cái phần mũi nửa kép á quay xuống phía dưới nha. Chỗ này nè. Rồi. Rồi các bạn sẽ để như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ nối xuống dưới nè các bạn. Đưa lên chân móc. Đưa qua chân móc bên cạnh. Đưa qua chân móc kế tiếp. Đưa qua chân móc bên cạnh. Rồi, các bạn cứ lần lượt làm từng chân móc á các bạn. Rất là dễ thôi à. Rồi, các bạn cứ đâm xuống ở phía dưới. Rồi bên đây các bạn cũng sẽ đâm kim luôn. Các bạn sẽ làm cái vòng tròn này cho hết luôn nha. Tới cái điểm đầu thì mình sẽ gặp lại các bạn nha. Tới cái bên cái điểm này các bạn cũng sẽ đâm kim, đâm vòng tròn thôi à các bạn.
từng trong móc để mà chúng ta nối lại. Còn nếu mà các bạn lùi cái khoảng khâu này nè, các bạn lấy keo, các bạn dán luôn cũng được nữa nha. À, dán luôn thì nó cũng chuẩn form nữa các bạn. Rồi, cái này là mình hướng dẫn cho các bạn nào mà không có keo á, rồi không có cái phần mắt á, thì các bạn sẽ làm bằng cái màu đen của cái phần len. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm tới cuối hàng cho mình nha. Mình đã móc tới cái điểm đầu rồi nè các bạn. Rồi, mình đưa xuống một lần nữa, cái mình sẽ giấu cái phần len này ở phía dưới luôn nha. Đó, nó rất là chắc chắn rồi đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ chỉnh sửa cái form của nó nè. Rồi quay xuống phía dưới này. Tạo một mối gút cho mình. Rồi, bây giờ các bạn sẽ giấu nó vài đường đi. Rồi chúng ta sẽ cắt cái phần len này đi nha. Rồi chúng ta sẽ cắt cái phần len này đi. Các bạn sẽ nối len vào cái phần màu nâu này nè các bạn, để chúng ta tạo cái khoang mũi nha. Rồi các bạn đâm kim vào cái điểm này đi, đưa kim móc xuống xéo xéo nè các bạn nè. Thay vì mình làm ở đây thì cái giống với mũi heo rồi. Rồi mình lệch nó qua một bên nha. Đó, rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái điểm này cho mình nè. Rồi đâm kim lên phía trên này. Rồi chúng ta đã tạo được hai cái phần mũi rồi đó. Các bạn cũng đưa xuống dưới này. Rồi cắt đi cái phần len này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắn keo hai con mắt như thế này đi nha các bạn. Chúng ta sẽ làm mắt trên với mắt dưới nè, hai kiểu. Các bạn thích để mắt trên thì các bạn sẽ bắn mắt trên. Rồi đây cái điểm của cái phần sừng này các bạn, các bạn sẽ bắn keo ở chỗ điểm này nha. Còn nếu không thì các bạn sẽ lấy cái len màu đen á, thì các bạn sẽ làm cái phần mắt, các bạn sẽ thêu lên nha. Rồi ở đây mình sẽ bắn keo 2 điểm. Rồi mình sẽ để lên nha các bạn. Rồi xong rồi đó các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu mặt trâu này nha. Các bạn có thể là kết vào cái áo khoác nè các bạn, kết vào trong cái áo lẻ cũng được, kết vào trong áo thun cũng được, hoặc là túi xách ví rồi đó. Các bạn có thể là làm cho bé hoặc là cho người lớn luôn đều được nha. Cái mẫu này thì khá là dễ thương đúng không các bạn? Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích nó và mình chúc các bạn móc thành công nha. Nếu mà các bạn yêu thích thì các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới nếu mà các bạn móc thành công nha, và ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu mặt trâu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.